chào cô chú anh chị các bạn nha. Mình nấu hủ tiếu chay cho cả nhà ăn. Mình nấu bà hủ tươi này mình chiên. Mình nấu cây chả. Mình nấu với nấm gơm với nấm đùi gà. Nấm đùi gà với nấm có nấm đông cô nữa nè. Đông cô nữa cho thơm với đông cô mình ngâm nè. Chỉ còn tàu hủ gì nữa mà tàu hủ lá nữa, lá hồi mình chiên nữa. Ngày xưa xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Rồi hút âm luôn, ngon quá. Cái gạo dở quá ta ơi. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Nói nghe coi. Ngon không? Dạ. Ngon không? Không trả lời luôn ta. Bạn ngon hả? Đừng múc bầm đi. Chung này nó nghe hả? Nhớ rồi. Múc vô. Ủa, gấp vô. Ôi. Dạ. Ăn gì vậy con? Ăn bún. Phở hủ tiếu hả? Ừ. Ôi, giỏi quá, nay tự múc ăn luôn, cục vàng giỏi quá. Ngon không con? Ngon. Dạ ngon hả? Ăn miếng này cho mau lớn rồi đi học nha. Đâu em bé gạo đâu? Em bé gạo đâu rồi ta? Ừ, nó trốn rồi. Đâu rồi? Gạo ơi. Nó đâu rồi? Gạo nè. Ủa, nay có hồ bơi ngon quá, chúng ta cha bơm nước cho tắm nha. Dạ đâu rồi? Bé gạo đâu rồi? Kìa cha kêu kìa. Để con ngồi dậy đi, chị ngồi dậy chào ông bà cô chú đi. Chào bà cô chú đi, chúng ta con tắm, đi nước tắm. Để con chào ông bà cô chú. Vậy, thêm vậy. Hà. Bất à. Hà. Đâu bé gạo nói đi. Cái gạo nói đi con chào ông bà cô chú. Nói đi con chào ông bà cô chú. Nói đi rồi ngồi cha mới bơm nước. Nói cho mấy chai xì xì kìa. Nói đi nói con chào ông bà cô chú. Nói lớn lên nói con chào ông bà cô chú. Nay con có hồ bơi rồi. Có hồ bơi rồi, hồi nữa con tắm nha. Ừ rồi cho ta. Hồ bơi. Như chanh cho nó không có hôi. Gơm u nù. Ở đây nấm bự bự ngoài chứ không có nấm nhỏ. Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ mình chiên đậu hũ để hồi nữa cho mẹ nấu thử chiến. Em chui đâu, tay dính lọ rồi. Hả? Cái tay chứ còn chỏ rồi. Bên kia, tay anh đây. Hả? Không biết chui đâu. Chơi nào? Chơi này hả? À, đi chơi cầu đột á kìa. Đó. Đi làm phụ nội với mẹ con nè. Tối ngày. Vàng ơi. Làm phụ đi, bữa rảnh chở đi. Dạ. Ừ. Vàng đâu rồi? Sống dây ghiền lắm rồi. Để làm phụ mẹ với nội nè. Thái cầu tuột lắm. Lột bắp nha bà nội đi. Ừ, lột bắp đi nha. Sống được, lột đi. Lột bắp hay lắm mà. Nó cạp hay lắm chứ nó không có lột. Lột tóc cho bà nội đi. Lột tóc mà gì? Không, cái đó không cần lột. Không có gỡ hộp. Bà nội không, bà nội bữa nay không có gỡ hộp. Nay không có gỡ hộp con ơi. Chắc hút hút để vô nấu mà. Nay không có gỡ hộp rồi. Bắp này nội chắc hút hút để vô cho. Ừ, chừng không sâu quá nha. Cho nước nó ngọt hà. Chừng sâu bò ra đó.
Gì hết hồn. Cha cười quá hả? Gì vậy con sợ gì? Hả? Con sâu. Con sâu hả? Con sâu đâu? Con sâu hả? Con sâu đâu? Ừ, giờ bữa mà lấy bắp cạp bằng sâu bò ra đó. Con sâu trong cái bắp đó hả? Nhát nhỏ nha, không dám ăn bắp luôn. Giờ không dám cặp bắp luôn rồi. Con sợ sâu hả? Thì mình nhắm lửa lên bắt này nhé. Đưa lên ông được cố. Dạng chưa đều ha. Mấy cái ngay chính giữa rồi nha. Ừ. Nó vàng rồi. Mình không ăn nữa chứ chưa đều. Có ai vậy? Có rồi. Có mấy ngàn quá nè. 25 ngàn. Này có này nữa chứ đâu có 10 ngàn. Mấy mình cho bắp với củ cải muối, củ cải trắng, củ sắn nè, để cho nước nó ngọt, củ hành tây, mình đừng phèn. Trời ơi, vậy chiếc ngọt nha. Trời ơi. Có phải quá trời bự luôn. Để đại cái này cũng hơi cái đó. Nó mất quá. Cái chua nó căng. Cái chua nó căng. Em nấu ngày hôm qua gậu. Trời ơi. Chiên mình tổ lá không à. Tổ chiên lá. Để vô cái phòng luôn được. Còn cái súp quần nãy giờ nó sôi lên. Bắp mình cho ra nước ngọt với củ hành. Chả này nãy mình mua ngoài chợ chỗ bán đậu hũ mà. Mình mua về mình cắt cho mình chiên lại. Này nó đi chả quế nữa không? Nó chả lụa chả quế nữa. Rồi mình kho nè. Mình kho thật rồi đó. Mình xây cho nó kho. Con mình xào xong rồi giờ mình cho vô nồi. Thơm rồi, mình cho nấm đi. Nấm mì gà nấm ngon. Nướng gừng gà nhỏ nhỏ này ăn ngon. Nướng gừng nấy nướng gà á. Còn mà mình nuôi canh hộp thì có bự có nhỏ lại. Vậy mình cho cái đỏ vô nữa. Giờ cái nồi dở nha. Ừ. Bắp vào cái nước ngọt. Rồi bây giờ mình cho nướng nha. Cái mừng gà với nấm rơm thôi. Cái mừng gà nấm rơm này nãy mình xào cũng chín rồi. Giờ mình cho đậu hũ luôn. Cái sấu rồi. Cái sấu bỏ vô rồi.
rau củ quả, nấm. Một nồi luôn. Nhảy luôn. Nhúng luôn. Nhảy lên lưng nhảy lên nhành luôn. Rồi ngủ luôn đi. Ngủ luôn. Ngáy rồi. Giờ mình trụng hủ tiếu cho vô tô. Con có ăn gì vậy? Con ăn gì? Con muốn gì? Ồ, đồ hủ tiếu hoành chén quá vậy. Rau độn nhiều nè. Đồ này ăn nó có chịu quá. Hãy giúp nhị phái là giúp của con. Hôm nay mình ăn hủ tiếu chay với nấm và củ quả. Này bỏ tỏi hành phi vô nữa. Để mấy hạ tỏi hành phi lên. Nó thơm. Rồi con lên ghế đi, ăn bắp với ăn tàu hủ. Để Quyền không thiếu không? Đánh gì à, nó không đi chay Quyền. Rồi ba Chung mời cô chú anh chị bạn hủ tiếu chay nhìn của ba Chung nha. Để là cãi gì luôn. Rồi nhóc Quyên. Đắp đi. Chú mời ông bà cô chú anh chị vào phần hủ tiếu chay với gia đình mình nha. Cảm ơn Quyên. Sáng ăn gì chưa? Chan thêm nước vô. Chan miếng nước vô. Ủa sao cái này nó không bị như. Rồi. Rồi cái gì vậy? Nhớ ăn đi. Hủ tiếu chay thịt hạ cho em coi. Hủ tiếu chay mà, nấm, rau củ. Có thịt đó. Rồi. Thịt với chả luôn. Nè, chả nè. Thịt đó đó. Đó, chả nè. Con ăn tàu hủ với bắp đi. Nhiên ớt nữa hả? Nhiên mà. Cái này có cay không? Không. Nhiều chút thôi. Ăn đi. Ăn nha. Gì ăn những gì? Chào. Rồi. 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 Tôi nói chào ông bà cô chú. Chào ai? Chào ai vậy? Chào cha mà. Chào cha mà. Rồi con ăn đi. Rồi ăn đi. Ủa, ớt cay nè. Con cay mà, ai biết là hai thêm nó đỏ quá, không cay. Cay thiệt hả? Nó mà nổi giá bộ chặt con gạo. Ớt hổ mà, cái màu ớt hổ cay mà. Cá thịt hả? Ừ. Thử miếng ra. Có không cay đó, là hai thứ là gì vậy đó. Hai thứ à? Nè, chơi. Dạ, ăn cay hả? Ừ. Cay quá, cay quá. Con cay không? Để một thứ một miếng vô, sao mà cay dữ vậy? Tiêu nữa mà. Có tiêu không? Có, nó hạt có lại tiêu nữa. Nghe nước ớt không cay, nghe nước ớt cay gì cay quá.
Đúng răng hả gặp? Món gọi dĩ nhiên là tay trái rồi, là mấy anh tay trái không, nó không hình tay phải, hình tay trái. Ăn gì không? Ăn mắt. Mắt rồi. Mắt ngon không? Dạ ngon. Mắt cũng tẩu. Mắt cũng tẩu. Tẩu rồi. Ngon quá. Ba miếng thôi. Ơi. Ngon quá. Nha cho nát hay nuốt rồi con. Dạ, sao thấy thèm không? Nha nát hay nuốt nha. Mặt rồi. Ủa sao bệnh lỗ tai gì vậy? Ừ? Ăn chiên. Ủa ừ, giống giống nha. Ờ, ăn chiên không? Ừ. Con nghe nhà banh. Nghe nhà banh hả? Nghe nhà banh vui không? Vui. Dạ vui. Dạ vui. Ừ. Thắng chưa có nhận cơm nha. Nếu như có khiêm thằng tử nói gì vậy? Không có thằng nữa. Không đỡ nói rồi đó. Vừa nó về hỏi thằng hổ tiếu rồi, xuống bên này làm thế nào? Gì quái. Mà nó đâu đẹp trai bằng cái gì? Đấy là trai thằng Thắng. Anh hai nói gì á? Anh hai nói gì anh hai? Anh hai nói gì á? Anh hai nói gì vậy á? Ai đâu? Anh ba đâu? Anh ba đâu? Thôi, anh nhậm đây. Anh ba là chị mẹ đó. Gì chị mẹ đó hả? Mẹ gì? Mẹ hiền hơn. Cho hai Nhi một miếng đi. Rồi hai Nhi cho chơi. Thôi miếng kia kìa. Miếng này nè. Ừ. Thử gói sao nó ngọt giống như phải lăn mật vậy. Hay. Ngọt hả? Ăn hết rồi. Thôi mày lựa mấy củ hơi héo héo nó ngọt ta. Ừ, thử ra. Ăn như phải lăn mật vậy á. Ừ. Có chồng, có chồng cầm nhớ cái phía phải lăn á. Nó công mặn không có bắp ta. Không bắp hả? Thế bắp cũng vậy nè. Cái bắp nhóc vậy bắp còn nhiều lắm. Ừ. Cái này mới nấu chín nữa, mềm nó ngọt. Nó mềm mà nó ngọt. Có rồi. Nó ngọt mà nó thơm nữa. Ngon. Rồi. Cái có rồi, không có cho cha nữa. Thiệt chứ. Thiệt quá. Nhà banh mà nghe nhà banh luôn không? Rồi ăn cà bắp đi. Cho miếng nước lên mà. Nào, đưa tao đây. Một đá. Một đá mới hai. Hết tuyệt cay. Thôi ăn bơ hả? Ăn giá bộ hả? Ra lá mà hay á. Đúng rồi. Ừ. Chả dây hấu vàng găng nó kìa. Đúng rồi hả? Đúng rồi hả gì? Còn phải nghe xấu không? Cạp hay ta. Cho mẹ miếng đi. Dạ còn hộp nha. Còn một hộp nè hả? Đi vậy. Còn hộp. Cái khác nè. Lấy khác đi. Đâu rồi? Hết rồi còn đâu lấy. Chỉ qua tụ.
Lấy lại cho miệng không? Trời, ăn dưa hấu luôn hết trời. Ừ. Đây, chùi miệng đi, ăn xong rồi chùi miệng. Dưa hấu gì? Dưa hấu rồi. Ừ, dưa hấu này. Hết cay. Rồi, có bằng thôi. Bây giờ cắt cho nó miếng nhỏ. Dưa hấu hả? Đi thôi Nhi kìa. Đi đâu? Ăn cho mấy người nó ăn. Ừ, lạc lại mà vô rồi đó. Ngon vậy? Đó, đó đường. Đó, đó nhà nó vũ vũ á. Ngon không? Đó đường đan đó. Đổ ngoài đi. Đổ đường đan.